Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất, nổi bật nhất về bóng đá trong nước. Và ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 27 tháng 3. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, 27 tháng 3. Trong bản tin này xin gửi đến các bạn những tin tức chính sau đây. Indonesia ăn theo Quang Hải khó tin khiến tất cả ngỡ ngàng. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp thách thức trên đất Nhật. U23 Thái Lan thua đậm U23 Trung Quốc vì thiếu tự tin. Chuyên gia chỉ ra mối lo lớn của U23 Việt Nam khiến Thuận Thành Park phải đau đầu. Mời các bạn cùng đón nghe. U23 Thái Lan thua đậm Trung Quốc là vì thiếu tự tin. Các bạn thân mến, phát biểu sau trận thua U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Sri Lanka của U23 Thái Lan đã giải thích: "Hôm nay chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi thực sự phải thừa nhận rằng ngày hôm nay chúng tôi lại bỏ lỡ thêm một cơ hội để chứng minh mình. Những cầu thủ trẻ đã thua vì những sai lầm. Dù trận trước đó đội đã xác định là phải sửa sai từ trận thua U23 Qatar. Tôi phải thừa nhận U23 Thái Lan đang gặp vấn đề khi xây dựng đội hình đến từ tuyến dưới. Một vài khoảnh khắc đội đã phạm sai lầm. Các cầu thủ đã mất tự tin. Nếu chúng tôi không chơi theo ý mình thì chắc chắn sẽ không có sự phát triển. Tôi khẳng định lối chơi của đội tuyển U23 Thái Lan là vẫn như cũ. Hiệp 2 của trận đấu vừa qua, các bạn đã nhìn thấy rồi, đội đã chơi tốt hơn. Có lẽ với nhiều cầu thủ, đây là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên mà họ được tham dự. Vấn đề tự tin có thể được giải quyết trong tương lai, nhưng quan trọng vẫn là cách chơi. Tôi nghĩ đội càng đá, lối chơi của càng rõ ràng. Tôi nghĩ rằng sai lầm là điều bình thường trong bóng đá, nhưng quan trọng là các cầu thủ đã có những trận giao hữu để làm nóng và gặp những đối thủ có trình độ cao thì cũng tốt. Các cầu thủ trẻ đã được cải thiện qua khoảng thời gian bổ ích. Nếu thua trận này mà thay đổi lối chơi, không kiên trì xây dựng mà đập bỏ cái cũ, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ không có ý nghĩa cho tương lai. Cho đến bây giờ, tôi không mong đợi kết quả thi đấu thắng hay thua. Điều duy nhất mà chúng tôi hy vọng là cho các cầu thủ trải nghiệm với lối chơi mà đội mong muốn xây dựng. Người mà tôi nghĩ đang chơi tốt nhất là Chanarong, cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha. Anh ta có thể lực rõ ràng là rất tốt, nhưng nhiều cầu thủ khác đã gặp vấn đề. Đội của tôi có ít thời gian làm việc, nhưng đến trận giao hữu thứ hai với U23 Trung Quốc, họ đã kịp thích nghi. Indonesia ăn theo Quang Hải khó tin khiến tất cả ngỡ ngàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì có tin đồn là Quang Hải trở thành cầu thủ của đội bóng ở Ligue 1 Pháp, Nantes. Câu lạc bộ Nantes ở Pháp mùa giải này sau 29 vòng đã đấu có được 42 điểm, thắng 12, hòa 6 và thua 11, hiện xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Trung Quốc. Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của đội bóng này chính là chiến thắng 3-1 trước đại gia PSG ở vòng 25. Ngoài ra thì câu lạc bộ nước Pháp này còn xuất sắc đánh bại AS Monaco để giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Tuy nhiên, giả sử trường hợp Hải Con đến câu lạc bộ này, anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa với hai trụ cột tiếng tăm của câu lạc bộ này là Ludovic Blas và Pedro. Cả hai cầu thủ này đều sinh năm 1997 như Quang Hải. Tuy nhiên, ở một động thái khác, mới đây đã có một thông tin rất bất ngờ. Một tờ báo của Indonesia tiết lộ là đã có đến hai đội bóng ở Indonesia quan tâm đến Quang Hải, dù biết là chiêu mộ Quang Hải vào lúc này rất khó trở thành sự thực. Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ Indosport của Indonesia thì có hai đội bóng của Indonesia là Bali United và Persis Solo đang muốn có được sự phục vụ của Quang Hải. Và để thuyết phục Quang Hải ký hợp đồng, hai câu lạc bộ này theo tờ báo Indosport loan tin là sẵn sàng đáp ứng mức lương khủng dành cho anh. Cụ thể, bài báo viết: Bali United vừa giành chức vô địch giải vô địch quốc gia Indonesia và sẽ tham dự AFC Champions League ở mùa giải tới. Nếu có tham vọng ở giải này, họ rất cần những nhân tố chất lượng như Quang Hải. Các bạn thân mến, sẽ rất khó có chuyện tiền vệ sinh năm 1997 chuyển đến xứ sở vạn đảo chơi bóng trong chuyến xuất ngoại lần này của anh. Lâu nay thì Quang Hải vẫn nuôi ước mơ được đến những môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Hàn Quốc hay châu Âu và sẽ không bỏ lỡ cơ hội này khi sắp sửa đáp hạn hợp đồng với câu lạc bộ nội. Các bạn thân mến, còn ở một động thái khác, có vẻ như các câu lạc bộ ở Indonesia rất biết cách bắt trend Quang Hải. Bởi như đã biết là Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu là vì muốn thử thách bản thân, chứ không phải là vì tiền. Nhưng dù biết là cơ hội sở hữu Quang Hải gần như bằng không, nhưng hai câu lạc bộ Indonesia vẫn bóng gió chi tiền tấn để mua Quang Hải. Không loại trừ khả năng đây là động thái ăn theo Quang Hải để đánh bóng tên tuổi của câu lạc bộ mình. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp thách thức trên đất Nhật Bản. Các bạn thân mến, sau khi bị dịch bệnh Covid-19 tác động, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải gặp khó khăn
khi đặt chân đến Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức đặt chân đến Nhật để có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á gặp đội chủ nhà Nhật Bản. Tuy nhiên thì thầy trò HLV Panzer đã phải đối diện với một thách thức khác mang tên thời tiết. Cơn mưa lạnh kéo dài kèm theo gió giật đã khiến cho buổi tập đầu tiên của những chiến binh sao vàng bị bỏ dở. Ở buổi tập chiều ngày hôm qua thì thầy Park đã ưu tiên các bài tập vận động tự do với bóng. Mục đích của các bài tập này là lấy lại tinh thần hứng khởi cũng như giãn gân giãn cốt sau cuộc hành trình dài từ Việt Nam sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, thủ môn Văn Lâm cũng chính thức hội quân tập luyện cùng toàn đội sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Thủ môn Việt Kiều đã hòa nhập nhanh với các bài tập cùng Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tuấn Trường. Tuy vậy thì buổi tập đầu tiên của đội tuyển đã không còn được trọn vẹn như mong muốn. Sau nội dung khởi động, trời đổ mưa dày hạt kèm theo nhiệt độ hạ thấp và gió giật mạnh khiến cho các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trái bóng. Lo ngại về sức khỏe của các học trò có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi như vậy, thầy Park đã quyết định nổi còi thu quân khi buổi tập mới trôi qua được chưa đến 50 phút. Theo dự báo thời tiết, ngày hôm nay khả năng mưa vẫn ở mức khá cao là 60%. Tuy nhiên thì do tính chất quan trọng của buổi tập nên chắc chắn thầy trò HLV Panzer sẽ phải nỗ lực vượt qua nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới. Chuyên gia chỉ ra mối lo lớn ở U23 Việt Nam khiến cho HLV Panzer phải đau đầu. Các bạn thân mến, theo chuyên gia Đoàn Minh Sương thì cầu thủ rất cần được cọ sát thử nghiệm để tích lũy thêm kinh nghiệm và ngày càng cứng cáp hơn. Sau trận đấu thì ông chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng là U23 Việt Nam tấn công như vậy là rất dễ bị bắt bài. Những trận đấu như thế này sẽ vỡ ra rất nhiều điều quý giá cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đã đưa ra góc nhìn tổng quát như vậy sau trận đấu giữa Việt Nam và Croatia trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai ở Dubai Cup 2022 diễn ra ở UAE tối ngày hôm qua. Trong bối cảnh này không dễ gì để có được những trận giao hữu chất lượng như thế này. Vậy nên Dubai Cup là bài test đáng quý với đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31 cũng như vòng chung kết U23 châu Á. Được chơi bóng với những đối thủ chất lượng như vậy sẽ giúp cho ban huấn luyện có được cái nhìn toàn diện hơn với những cầu thủ cũ mới được pha trộn với nhau. Chúng ta thấy được mục tiêu rất rõ ràng của U23 Việt Nam ở giải này là cọ sát, rà soát lực lượng. Chính bởi thế, đội tuyển U23 Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi về con người ra sân so với trận gặp U23 Iraq. So với trận ra quân hòa U23 Iraq không đều, huấn luyện viên Lee Jang-jin đã đưa đến 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Những sự thay đổi về nhân sự chủ yếu nằm ở tuyến giữa và mặt trận tấn công. Theo đó, thì Nguyễn Hữu Thắng được giao nhiệm vụ tổ chức lối chơi cùng với Huỳnh Công Đến, trong khi Hồ Thanh Minh và Lê Xuân Tú cùng Võ Nguyên Hoàng đá chính từ đầu để có được bộ ba tấn công mới toanh. Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng là những thay đổi như vậy là hợp lý. Thay đổi về con người, thử nghiệm về đấu pháp, chiến thuật khi so tài với đội bóng có lối chơi hiện đại, đẳng cấp hàng đầu thế giới như vậy sẽ mang lại nhiều sự bổ ích. Chúng ta biết rằng là hạn chế lớn nhất của lứa cầu thủ trẻ hiện nay nằm ở khả năng tổ chức tấn công và hiệu quả trong việc ghi bàn. Do vậy mà ban huấn luyện đã đưa ra những phương án mới như thế, từ đó sẽ thấy đội U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm chiến thuật tấn công biên với sự cơ động của bộ đôi Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh. Hoặc sau đó đã thay mới hoàn toàn bộ ba tiền đạo khi Xuân Tú, Nguyên Hoàng và Thanh Minh được rút ra để nhường chỗ cho Trần Văn Đạt, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Việt. Như tôi đã nói, ở những trận đấu như thế này sẽ là cơ hội quý giá cho chúng ta để nghiệm ra càng nhiều càng tốt. Ông Sương nhìn nhận và chia sẻ tiếp. Thể nghiệm để các cầu thủ bộc lộ ra những phẩm chất của mình. Thể nghiệm để tìm ra các phương án, giải pháp để chơi và để cho các cầu thủ phát huy năng lực. Hơn thế thì khi thử lửa với các đội bóng chất lượng hơn sẽ vỡ ra được nhiều khiếm khuyết cần khắc phục. Về cơ bản, hệ thống phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chơi ổn định, tạo ra sự yên tâm. Các cầu thủ như Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh, Nhâm Mạnh Dũng đã chơi bóng gắn kết, tranh chấp tốt. Hơn thế nữa, sắp tới hàng thủ còn được bổ sung những nhân tố chủ lực như Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Lê Văn Xuân sẽ còn cứng cáp hơn. Nói tóm lại là cho đến lúc này các vị trí ở hàng thủ đã tạo ra được sự yên tâm. Cũng từ đó mà câu chuyện thể nghiệm thay thế đều ưu tiên dành cho mặt trận tấn công. Cụ thể là trong trận đấu với U23 Croatia, U23 Việt Nam đã thay cả 3 tiền đạo, 2 vị trí đa cánh và tiền vệ trung tâm, trong khi bộ ba trung vệ vẫn giữ nguyên. Chuyên gia Đoàn Minh Sương không quên nhắc đến hạn chế lớn nhất của lứa U23 hiện nay, đó chính là chưa tạo ra được đột biến trong lối chơi và hiệu quả trong khâu ghi bàn. Hệ thống chiến thuật vẫn vận hành tốt,
các pha lên bóng vẫn được triển khai đều đặn. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Muốn đá thắng đối thủ thì phải có những ngón đòn sắc bén và tiền đạo phải biết làm rung lưới đối phương. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng thực tế các bạn trẻ lứa này chưa có được các nhân vật nổi trội, xuất sắc để tạo ra những thời điểm, những khoảnh khắc thăng hoa. U23 Việt Nam vẫn lên bóng theo kiểu đều đều, như thế sẽ rất khó bị bắt bài. Đá như vậy dễ bị bắt bài bởi không có được những đường truyền một phát ăn ngay hay các chân sút sát thủ giải quyết hiệu quả trong pha bóng cuối cùng. Do vậy mà vấn đề này chắc hẳn sẽ được tính toán, căn chỉnh kỹ lưỡng trong thời gian còn lại. Như đã nói, rất có thể là ông Park Hang-seo sẽ chọn 3 cầu thủ bổ sung trên 23 tuổi cho vị trí tổ chức lối chơi và hàng công của đội U23 ở SEA Games 31. Nói tóm lại là sau mỗi giải đấu, qua từng trận đấu, đội U23 Việt Nam đã ngày càng vững chắc hơn, tự tin hơn, chơi bóng với tinh thần cao nhất, cũng như cố gắng phát huy những phẩm chất của mình. Đồng thời thì qua những trận đấu như thế này sẽ giúp cho ban huấn luyện vỡ ra nhiều điều để kịp thời giải quyết trong thời gian còn lại. Thực tế, lứa U23 này ngày càng trưởng thành và cứng cáp, nhưng để tạo ra những điều đặc biệt thì cần phải có những nhân tố đặc biệt. Do vậy, muốn bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, chúng ta phải kết nối hợp lý cầu thủ trẻ này với những cầu thủ bổ sung chất lượng từ 3 vị trí quá tuổi cho đội tuyển. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay 27 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký kênh miễn phí, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.